Yangon, Myanmar đã diễn ra hội nghị quan chức cao cấp ASEAN và các hội nghị quan chức cao cấp trong khuôn khổ ASEAN mở rộng và cấp cao Đông Á. Các hội nghị này nhằm chuẩn bị cho hội nghị bộ trưởng ngoại giao ASEAN và các hội nghị bộ trưởng liên quan sẽ diễn ra vào đầu tháng 8 tới tại Naypyidaw, Myanmar. Tại các hội nghị này, Thứ trưởng Ngoại giao Việt Nam Phạm Quang Vinh, trưởng đoàn Việt Nam đã kêu gọi cộng đồng quốc tế tiếp tục phản đối Trung Quốc về hành động xâm phạm chủ quyền của Việt Nam. Tại các phiên họp khi thảo luận về tình hình khu vực và quốc tế, vấn đề Biển Đông được các nước đặc biệt quan tâm. Các nước bày tỏ quan ngại sâu sắc trước những diễn biến phức tạp và tình hình gia tăng căng thẳng hiện nay ở Biển Đông, nhấn mạnh yêu cầu phải tuân thủ luật pháp quốc tế, Công ước Liên Hợp Quốc về Luật Biển năm 1982, tuyên bố ứng xử của các bên ở Biển Đông DOC và sớm tiến tới Bộ Quy tắc ứng xử ở Biển Đông COC. Phát biểu tại các hội nghị, Thứ trưởng Phạm Quang Vinh nhấn mạnh việc Trung Quốc hạ đặt trái phép giàn khoan Hải Dương 981 và đưa nhiều tàu hộ tống bảo vệ vào sâu trong vùng thềm lục địa và đặc quyền kinh tế của Việt Nam đã vi phạm nghiêm trọng luật pháp quốc tế và Công ước Liên Hợp Quốc về Luật Biển năm 1982, ảnh hưởng trực tiếp đến hòa bình, ổn định, an ninh, an toàn hàng hải ở Biển Đông. Việt Nam kiên quyết phản đối các hành động gây hấn, đâm húc và dùng vòi rồng phun nước, làm hư hại các tàu kiểm ngư, tàu cảnh sát biển và nhiều tàu cá của Việt Nam, yêu cầu Trung Quốc rút ngay giàn khoan và các tàu bảo vệ ra khỏi vùng biển của Việt Nam. Thứ trưởng Phạm Quang Vinh khẳng định, Việt Nam coi trọng quan hệ hữu nghị, hợp tác với Trung Quốc, nhưng kiên quyết bảo vệ chủ quyền thiêng liêng và các vùng biển của mình bằng các biện pháp hòa bình, phù hợp với luật pháp quốc tế. Thứ trưởng kêu gọi các nước trong khu vực và cộng đồng quốc tế tiếp tục phản đối các hành động xâm phạm của Trung Quốc, yêu cầu phải triệt để tôn trọng luật pháp quốc tế và Công ước Liên Hợp Quốc về Luật Biển năm 1982, thực hiện nghiêm túc DOC và sớm tiến tới Bộ Quy tắc ứng xử COC.